just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot to be something I'm not. I'm a fool out of love, 'cause I just can't get enough. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know. Công ty mình đang gặp trong
em hy vọng là sau khi công ty mình được quay trở lại với tình trạng ban đầu có thể phát triển hơn nữa, thì em nghĩ là em mong rằng công ty mình sẽ sắp xếp lại mức lương phù hợp cho chúng em. Cảm ơn em. Mình ra ngoài để kết quả. Em đã từng có kinh nghiệm làm gì? Em đã từng bán hàng. Thì anh có một câu hỏi khá đơn giản là bây giờ trong công ty anh có một hàng đồ kho khá lớn, thì anh muốn tiêu thụ những hàng đó trong vòng một tuần, anh có chiến lược gì thì ra không? Xây dựng chiến lược này thì em cần khoảng thời gian. One look at you.